Ngày mới, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, phải nắm chắc ba điều này, từ sau thanh minh để vận trình ngời ngời phất mạnh, tay trái đỡ vàng, tay phải gánh bạc, sướng như tiên. Quý vị thân mến, đã bao giờ bạn cảm thấy cô độc trên cõi đời, bơ vơ trong chính cuộc sống của mình hay không? Nói không ai hiểu, bày tỏ không ai thấu, ngày ngày phải gồng gánh trên vai biết bao nhiêu là những trách nhiệm nặng nề tới kiệt sức. Tôi thấy có những người luôn hết mình chăm lo cho gia đình, vất vả sớm hôm, nhưng mãi mà vẫn cứ không được thảnh thơi ngẩng mặt lên với cuộc đời. Thế nhưng, cứ ngồi im than trời trách đất thì cũng chẳng thể nào giải quyết được điều gì cả. Bản thân của chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực từng giây từng phút để cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể bây giờ bạn chưa có được tiền tài phú quý, nhưng sau này chắc chắn sẽ sung túc, an yên. Ngoài sự cố gắng của chính bản thân, thì yếu tố may mắn cũng rất quan trọng để thúc đẩy cho vận trình của bạn tốt đẹp hơn trong tương lai. Khi xem luận giải tử vi cho 12 con giáp năm 2024, mới đây nhất các bậc thầy tử vi đã tiết lộ rằng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 chỉ cần nắm chắc 3 điều này, thì chắc chắn từ sau thanh minh ắt sẽ nhận được rất nhiều những may mắn và cơ hội mà thần tài ban tặng để cải biến vận mệnh, đổi đời giàu có và an yên. Cuộc sống sẽ được khơi thông và suôn sẻ hơn rất nhiều so với thời gian trước. Vậy chi tiết diễn biến như thế nào? Thì ngay sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết. Và nếu quý cô bác thấy video này hay, thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 0 để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Quý Mão. Cô bác hãy cùng lắng nghe vận trình của đời mình trong năm 2024 để tham khảo, chuẩn bị cho mình một tâm thế thật tốt trong năm Giáp Thìn. Quý vị thân mến, tuổi của những người sinh năm 1963 được xác định là Quý Mão. Theo lịch dương, năm sinh bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 năm 1963 đến hết ngày 12 tháng 2 năm 1964, trong khi đó theo lịch âm, năm này kéo dài từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1963 đến ngày 29 tháng 12 năm 1963. Theo phân tích thiên can và địa chi, người sinh năm 1963 có thiên can là Quý và địa chi là Mão, do đó tuổi của họ được xác định là Quý Mão, tượng trưng cho hình ảnh con mèo. Trong hệ thống ngũ hành, thiên can Quý thuộc hành thủy, trong khi địa chi Mão thuộc hành mộc, mệnh của người sinh năm 1963 là kim. Cụ thể là nạp âm kim bạch kim, nạp âm này có ý nghĩa là hợp chất vàng pha bạc, một dạng kim loại quý và được trân quý. Theo lý thuyết ngũ hành, các mối quan hệ sinh khắc liên quan đến mệnh kim, bao gồm việc đất sinh ra kim loại, tạo ra một môi trường tốt cho người mệnh kim, và ngược lại, yếu tố hỏa sẽ không tốt cho người mệnh kim vì nó có thể làm nóng chảy kim loại. Các yếu tố phong thủy này cũng có thể ảnh hưởng đến màu sắc, chất liệu và con số phù hợp với người mệnh kim và những thứ không phù hợp với họ. Mỗi con giáp trong địa chi đều được biểu tượng hóa bởi một loài động vật khác nhau, bao gồm Ý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Nam và nữ sinh vào năm Mão hoặc năm Quý Mão cũng không phải là ngoại lệ, họ được biểu tượng hóa bởi loài mèo. Nam mạng sinh năm 1963 thuộc cung khảm hành thủy, họ rất trung thực, luôn nỗ lực chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Ngoài ra, họ tự tin và thích thử thách bản thân trong nhiều lĩnh vực. Còn nữ mạng sinh năm 1963 thì thuộc cung Cấn hành thổ. Không chỉ biết cách đối nhân xử thế, phụ nữ cung Cấn còn sở hữu rất nhiều tài năng ấn tượng. Điều này giúp họ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Nam giới tuổi Quý Mão 1963 có tính cách nhẹ nhàng và tao nhã trong cách giao tiếp và cư xử. Họ là người rất cầu toàn và kiên định với quyết định của bản thân trong công việc. Tuy nhiên, mặc dù lịch thiệp, nhã nhặn, họ lại có vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, dẫn đến nhiều người e ngại khi muốn bắt chuyện với họ. Theo lý thuyết phong thủy, sự tương tác giữa con người được ảnh hưởng bởi sự hợp khắc của tuổi tác, quan hệ giữa gia đình, bạn bè, đối tác kinh doanh đều được ảnh hưởng bởi sự hợp tuổi. Điều này đặc biệt quan trọng khi tìm kiếm đối tác kinh doanh hoặc chọn người kết hôn. Do đó, việc xác định nam, nữ sinh năm 1963 hợp tuổi với ai là vấn đề quan trọng. Nam mạng sinh năm 1963, họ được xem là tuổi Quý Mão, họ phù hợp với các tuổi Mùi, Tuất và Hợi. Tuổi Tuất là tuổi tương hợp mạnh nhất với tuổi Mão. Vì đây là một bộ đôi nhị hợp, các tuổi Mùi và Hợi nằm trong bộ tam hợp Mùi, Mão, Hợi, còn được gọi là bộ ba lịch thiệp và ngoại giao tốt. Sinh năm 1963 là tuổi Quý Mão, thuộc hành Kim và có mối quan hệ tương sinh với hành thổ sinh Kim. Vì vậy, màu sắc chủ đạo cho người sinh năm 1963 sẽ là sự kết hợp giữa màu sắc của hành Kim và thổ, màu hành Kim, các màu trắng và xám, màu hành thổ, các màu vàng và nâu. Tương tự như màu sắc, các con số cũng mang những ý nghĩa khác nhau tùy theo bản mệnh của mỗi người trong ngũ hành. Với nam nữ Quý Mão sinh năm 1963, những con số may mắn bao gồm các số đại diện cho hành Kim và hành thổ, do thổ sinh Kim. Đối với hành Kim, các số may mắn là 6 và 7, trong khi đó đối với hành thổ, các số may mắn bao gồm 0, 2, 5 và 8. Cây phong thủy hợp tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão được cho là phù hợp với những cây có màu vàng, trắng, tị với các màu đen và đỏ. Vì thế, Minh Đường Tử Vi gợi ý các loại cây phong thủy phù hợp với tuổi này như cây Ngọc Ngân, cây Bạch Mã Hoàng Tử, cây Lan Ý. Những cây phong thủy được đặt ở bàn làm việc hay không gian trong nhà sẽ giúp mang lại vượng khí, tạo sự thuận lợi trong công việc lẫn cuộc sống. Một trong những điều thu hút sự quan tâm của nhiều người đến phong thủy là để tìm ra phương hướng phù hợp cho việc xây dựng nhà hoặc bố trí đồ nội thất trong nhà, sao cho mang lại may mắn và phúc khí. Phương hướng của một căn nhà sẽ phụ thuộc vào hướng của cửa chính và gia chủ có thể lựa chọn phương hướng phù hợp với nhu cầu của mình. Đối với đồ nội thất, các món như giường ngủ, bàn làm việc, bàn thờ cũng cần được đặt theo phương hướng thích hợp để mang lại tài lộc và sự phát triển. Có 4 phương hướng chính trong phong thủy, được gọi là hướng cát, mang ý nghĩa tích cực. Hướng sinh khí giúp gia chủ mang lại may mắn cho nhiều mặt trong cuộc sống như tài lộc, sự nghiệp, gia đạo và được xem là hướng đại cát đại lợi. Hướng phúc đức giúp gia đình luôn hòa thuận, ấm áp và mang đến phúc lộc cho các thành viên trong nhà. Hướng phục vị phù hợp với những gia chủ quan tâm đến công danh, sự nghiệp bởi vì nó sẽ giúp công việc ngày càng khởi sắc, đạt nhiều thành tựu. Hướng thiên y phù hợp với gia chủ quan tâm đến sức khỏe. Hướng nhà tuổi Quý Mão tốt cho nam giới, lần lượt là hướng đông nam, sinh khí đông, thiên y bắc, phục vị và hướng nam, phúc đức. Hướng nhà tuổi Quý Mão tốt cho nữ giới, hướng phù hợp với nam tuổi Quý Mão 1963 lần lượt là hướng tây sinh khí, tây bắc thiên y, đông bắc phục vị và hướng tây phúc đức. Theo dõi tử vi từ sau thanh minh của con giáp tuổi Quý Mão, tháng này được đánh giá là thời gian phát triển tương đối ổn định đối với những người tuổi này, với nhiều dấu hiệu tích cực trong mọi phương diện, các yếu tố tử vi tích cực như lục hợp thái tuế và cát tinh thiên đức đem đến cho con giáp này những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, dự đoán cho thấy sự nghiệp có thể đạt được những tiến triển đáng kể, đồng thời cũng mang lại vận may về mặt tài chính. Bên cạnh đó, có thể bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người quý trọng như cấp trên, đồng nghiệp tại nơi làm việc, giúp bạn nhận được sự công nhận và hỗ trợ khi cần thiết. Về tài lộc, công việc thuận lợi không chỉ đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho bạn, mà tháng này còn hứa hẹn những khoản lợi nhuận phong phú và hoa hồng đầy hứng khởi. Đối với những người kinh doanh, việc buôn bán thời gian mới gần như không gặp phải khó khăn gì đáng lo ngại. Hàng hóa được tiêu thụ một cách nhanh chóng, việc mua bán diễn ra suôn sẻ và tiền bạc trở về đầy ắp. Tuy nhiên, vẫn cần phải chuẩn bị sẵn lòng cho bất kỳ biến động nào trên thị trường và sẵn sàng đối mặt với sự cạnh tranh từ đối thủ. Thời gian này, nhờ sự hiện diện của Nguyệt Lệnh Lâm Mộc Dục, lĩnh vực tình yêu của người tuổi này đang trên đà phát triển mạnh mẽ, cơ hội để củng cố các mối quan hệ tình cảm là rất lớn. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để tìm kiếm, gặp gỡ và hẹn hò, tuy nhiên cần phải giữ cái đầu lạnh để tránh rơi vào tình trạng bị lợi dụng. Còn đối với những cặp đôi đang trong một mối quan hệ thì có xu hướng trở nên gắn bó và khăng khít hơn, có thể suy tính về những kế hoạch lớn trong tương lai. Nhìn chung, với thái độ tốt và sự nỗ lực tích cực, những người tuổi Mão có vận trình từ sau thanh minh được suôn sẻ, vui vẻ, nhưng vì đây sẽ là một tháng khá tất bật. Do đó,
Bạn cũng nên chú ý tới vấn đề sức khỏe, thể chất làm việc và nghỉ ngơi điều độ, tránh tình trạng tham công tiếc việc, khiến cơ thể lao lực. Quý vị thân mến, từ sau Thanh Minh là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Quý Mão. Vậy làm sao để điềm lành, tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này? Thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo ngay sau đây nhé. 1. Tận dụng năng lượng tích cực. Từ sau Thanh Minh mang đến nguồn năng lượng tích cực cho tuổi Quý Mão, hãy giữ cho tinh thần lạc quan, vui vẻ và hướng đến những điều tốt đẹp, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khác để tích đức và thu hút năng lượng may mắn. 2. Nỗ lực trong công việc. Hãy thể hiện sự chủ động, tích cực và nỗ lực hết mình trong công việc, tận dụng cơ hội để học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng, tìm kiếm sự hợp tác với những người có năng lực và uy tín để cùng nhau phát triển. 3. Quản lý tài chính hiệu quả, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng để gia tăng tài lộc, luôn cẩn trọng và cảnh giác với những rủi ro trong lĩnh vực tài chính. 4. Chăm sóc sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức khỏe, tránh thức khuya, sử dụng chất kích thích và căng thẳng quá mức, duy trì lối sống lành mạnh để tăng cường năng lượng và sức đề kháng. 5. Phong thủy, chọn trang phục có màu sắc phù hợp với mệnh của bạn trong khoảng thời gian sau Thanh Minh. Đặt các vật phẩm phong thủy may mắn trong nhà hoặc nơi làm việc, tránh những điều xui xẻo và những nơi có năng lượng tiêu cực. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi từ sau Thanh Minh của con giáp tuổi Quý Mão, phương diện sự nghiệp của bản mệnh thời gian mới có vẻ khá lạc quan, ít gặp phải những rắc rối, phiền muộn. Sự xuất hiện của Nguyệt lệnh Lâm Quan ở vị trí Mão mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và thành công. Điều quan trọng là bạn cần phải tự mình chủ động nắm bắt những cơ hội này, không để chúng trôi qua một cách lãng phí. Thời gian này, trọng tâm của bạn nên là sự phát triển trong sự nghiệp, hãy tận dụng hết mọi lợi thế mà bạn có, tinh thần làm việc thời gian sẽ được nâng cao. Và bạn sẽ tự tin hơn khi tiếp cận mọi công việc, bạn sẽ không ngần ngại tự mình đảm nhận và thực hiện nhiều việc hơn, khả năng sáng tạo và nhiệt huyết sẽ giúp bạn đạt được những thành công bất ngờ. Lâm Quan là quý tinh chủ sự quyền quý, mang tới điều may mắn, giải tỏa rắc rối, căng thẳng. Đối với những người đã xác định rõ mục tiêu trong công việc, không còn bị lạc lối như trước đây, thời gian này sẽ mang lại thành công như mong đợi. Trong giai đoạn này, hãy tự mình nắm bắt cơ hội trong công việc hơn, không ngần ngại trước khó khăn và thách thức. Hãy kiên nhẫn và quyết tâm theo đuổi mục tiêu, không bao giờ từ bỏ giữa chừng. Nếu gặp khó khăn, hãy dũng cảm yêu cầu sự hỗ trợ, chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được thành công. Đây cũng là thời điểm lý tưởng cho những người muốn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp cá nhân hoặc bắt đầu một dự án kinh doanh mới. Hãy tự tin bước đi theo con đường mà bạn mong muốn, dù kết quả cuối cùng ra sao. Điều quan trọng là trong quá trình hành động, bạn sẽ học được những kinh nghiệm và bài học quý báu. Người làm một công việc đủ lâu sẽ cần nỗ lực tự tạo thêm những thách thức nho nhỏ cho mình, đừng để sự nhàm chán giết chết tinh thần của bạn. Đồng thời, người tuổi này cũng nên đặc biệt chú ý đến việc xây dựng mối quan hệ hòa thuận trong môi trường làm việc bằng cách đối xử với mọi người một cách chân thành và khoan dung. Bạn sẽ thu hút được nhiều bạn bè mới, điều này giúp công việc của bạn diễn ra một cách suôn sẻ hơn, thậm chí bạn có thể biến kẻ thù thành bạn và có được sự hỗ trợ từ họ. Thời gian này, với sự chiếu mệnh của dịch mã động tinh, dự báo cho sự chuyển động và biến động liên tục, có thể bạn sẽ phải đối mặt với những thách thức và bận rộn hơn so với trước đó. Tuy nhiên, hãy tin vào khả năng sắp xếp của bản thân, bạn hoàn toàn có thể giải quyết mọi vấn đề một cách thành công. Về phương diện tài lộc, từ sau Thanh Minh, con giáp tuổi Quý Mão sẽ gặp phải nhiều điều thuận lợi và tài lộc của bạn cũng sẽ có những bước tiến quan trọng. Với bản tính quyết đoán, bạn có thể nhanh chóng nhận biết và tận dụng các cơ hội, kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với những người khác. Sự hỗ trợ của tam hợp cũng làm cho thời điểm này trở nên thuận lợi để mở rộng mối quan hệ xã giao và ký kết các hợp đồng kinh doanh. Người tuổi Quý Mão có thể gặp gỡ được những đối tác tiềm năng và khi cả hai đều có cùng một mục tiêu, việc hợp tác sẽ trở nên suôn sẻ và hiệu quả hơn. Các tinh trường sinh cho thấy rằng mức độ tập trung của bạn sẽ phản ánh vào thành quả mà bạn đạt được. Điều quan trọng là bạn cần giữ được sự điềm tĩnh, tránh hành động nông nổi, vì có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bạn. Hình ảnh một cá nhân điềm tĩnh và vững chắc sẽ thu hút nhiều người tin tưởng và mong muốn xây dựng mối quan hệ với bạn. Tuy nhiên, thời gian này, tài lộc của người tuổi này không chỉ thu về mà còn phải chi ra. Tình trạng sức khỏe sụt giảm có thể khiến bạn phải tiêu tốn nhiều tiền để điều trị. Do đó, biện pháp tiết kiệm hiệu quả nhất là chăm sóc sức khỏe của bản thân, tránh làm việc quá sức và suy nghĩ quá nhiều. Những điều này có thể làm cho cơ thể dễ mệt mỏi hơn. Về phương diện tình duyên gia đạo,
Chuyện tình cảm của người tuổi Mão có tốt có xấu phụ thuộc khá nhiều vào cách bạn nhìn nhận, đánh giá vấn đề và đưa ra quyết định. Dưới sự ảnh hưởng tích cực của các cát tinh như Đế Vượng, Thái Dương và Thiên Diêu, những người độc thân đang trải qua một thời kỳ đào hoa đầy hứa hẹn. Bạn không chỉ nhận được sự giới thiệu mà còn tự mình gặp gỡ những đối tác tiềm năng. Chỉ cần bạn mở lòng và trò chuyện với mọi người thì không bao giờ thiếu người muốn kết bạn xung quanh. Tuy nhiên, dù cuộc sống tình cảm có thế nào đi nữa, bạn cũng cần nhớ rằng mình phải đối diện với mọi tình huống một cách nghiêm túc, đừng chỉ suy nghĩ về những niềm vui thoáng qua. Chỉ khi bạn thể hiện sự chân thành và nghiêm túc, bạn mới có cơ hội gặp gỡ những đối tác cũng nghiêm túc và xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững. Có thể thấy rằng, việc đào hoa quá vượng không phải là chuyện tốt lành gì đối với các cặp đôi nếu đã tìm được nửa kia cũng như đã lập gia đình. Bạn cần luôn ghi nhớ trách nhiệm của bản thân để giữ quan hệ đúng mực với mọi người xung quanh, đừng buông thả bản thân để làm những hành động phản bội, gây tổn thương cho những người thân thương, ruột thịt. Dưới tác động của tương hại, một số cặp vợ chồng có thể rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng, đó là hậu quả của việc đôi bên ai làm việc của người ấy. Không quan tâm và chia sẻ suy nghĩ với nhau, nếu muốn cứu vớt tình trạng này, đôi bên cần phải tích cực trò chuyện một cách chân thành, không nên che giấu bất cứ điều gì. Về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của quý mệnh chủ tuổi Quý Mão thời gian này vẫn duy trì ở mức ổn định, dù đôi khi phải đối mặt với công việc bận rộn và áp lực cuộc sống. Bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng để bảo vệ sức khỏe của mình. Thay đổi thời tiết cũng ảnh hưởng đến tâm trạng và cơ thể của bạn, nhưng bạn đã biết cách tránh khỏi cảm giác mệt mỏi và uể oải. Từ đó tăng cường hiệu suất làm việc bằng cách cân bằng thời gian giữa công việc và nghỉ ngơi, bạn có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Ngoài việc chú ý đến chế độ dinh dưỡng, bạn cũng nên tập luyện thể thao, đặc biệt đối với những người làm công việc văn phòng hoặc phải ngồi lâu một chỗ. Ít vận động, việc tăng cường luyện tập sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, có mục tiêu để phát triển, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều. Theo phi tinh tháng, sao nhị hắc chủ ốm đau bệnh tật xuất hiện ở phương chính Bắc, nhắc nhở bạn nên sắp xếp, dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ và gọn gàng ở khu vực này để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng, các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng. Trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần, việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày tốt thì xin mời quý vị xem tiếp dưới đây nhé. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch 2024. Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Nhằm ngày, ngày Ất Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi tạo trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, may cắt áo mẫu, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Việc xấu trong ngày, rất kỵ đi thuyền. Con mới sanh đặt tên nó là Đầu, Giải, Chạy hoặc lấy tên sao của năm hay tháng hiện tại mà đặt tên cho nó dễ nuôi. Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Tân Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, chặt cỏ phá đất, cắt áo thêu áo, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt thiện quả tới mau hơn. Việc xấu trong ngày, sao Bích toàn kiết, không có việc chi phải kiêng cữ. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày, ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch. Ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày, khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày, đi thuyền. Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024 dương lịch.
nhằm ngày 12 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Giáp Dần tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, chặt cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Việc xấu trong ngày: đi thuyền. Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 14 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Bính Thìn tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gã, trổ cửa dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Việc xấu trong ngày: đi thuyền, ngày Nguyệt Kỵ không nên đi xa. Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 21 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày tốt. Ngày Quý Hợi tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gã, chôn cất, làm ruộng, nuôi tằm, đặt táng kê gác, chặt cỏ phá đất, cắt áo, làm thủy lợi. Việc xấu trong ngày: sửa hoặc làm thuyền chèo, đẩy thuyền mới xuống nước. Những ngày xấu trong tháng cần tránh. Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ. Việc tốt trong ngày: đi thuyền, cắt may áo, mũ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gã, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày mùng 6 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: ngày có sao hư. Hư có nghĩa là hư hoại, không có việc chi hợp với sao hư. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác trăm việc đều không may. Thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 15 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Đinh Tỵ tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Việc tốt trong ngày: không có sự việc chi hợp với sao chỉ. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sữa đắp mồ mả, làm xanh phần, làm mồ mã để sẵn, đóng thọ đường, đóng hòm để sẵn. Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nhằm ngày 19 tháng 3 năm 2024 âm lịch, ngày xấu. Ngày Tân Dậu tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Giờ tốt trong ngày: Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ. Việc tốt trong ngày: không có việc chi hợp với sao Liễu. Việc xấu trong ngày: khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Trong phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện về Đức Phật và hai chiếc bình đất. Chuyện kể lại rằng, một chàng trai trẻ vừa mới mất cha nên cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho người đã khuất. Nghe nói các tu sĩ hộ niệm có thể giúp người mới mất sớm được siêu thoát, nên người này cầu xin Đức Phật, một người vĩ đại, có thể cử hành một nghi lễ hay nghi thức để cha của mình nhận được điều tương tự. Đức Phật hiểu rằng, nói chuyện phải trái với một người đang không đủ bình tĩnh là điều rất khó, thế nên Ngài yêu cầu người này ra chợ mua hai cái bình đất về. Sau đó, Đức Phật yêu cầu anh làm đầy một bình bằng bơ
và bình kia bằng đá, sỏi. Anh chàng làm theo vì tin rằng có thể yêu cầu của mình sắp được ngài thực hiện. Sau khi niêm phong hai chiếc bình, ngài bảo anh thả chúng xuống một cái hồ và bình liền chìm xuống đáy. Đức Phật tiếp tục yêu cầu anh mang một cây gậy cứng để có thể đập bể hai chiếc bình. Người này làm theo từng bước vì nghĩ rằng đó có thể là quy trình của một nghi lễ. Khi bình vỡ, bơ ở bình đầu tiên trào ra và nổi lên trên mặt nước. Trong khi đó, sỏi thoát ra từ cái bình còn lại và rơi xuống đáy hồ. Lúc này Đức Phật mới ôn tồn bảo người kia, những gì ta có thể giúp anh thì ta đã làm xong. Giờ đây anh hãy nhờ tất cả các tu sĩ đến và nói họ cùng cầu nguyện. Bơ ơi hãy chìm xuống đáy hồ, sỏi ơi hãy trồi lên mặt nước. Anh này ngạc nhiên đáp, dạ thưa, sao có thể như vậy được? Như thế là trái quy luật của tự nhiên, sỏi nặng hơn nước nên chìm xuống dưới, còn bơ nhẹ hơn nên mới nổi lên, không có chuyện ngược lại cho dù cầu nguyện. Này anh bạn, có vẻ anh biết rõ về luật của tự nhiên, tuy nhiên anh không muốn hiểu luật của tự nhiên cũng áp dụng vào cuộc sống của anh. Nếu cha anh từng làm những việc nặng như sỏi, thì chắc chắn phải chìm xuống, còn ông ấy làm những việc nhẹ như bơ, thì ắt sẽ nổi lên. Không ai có thể điều khiển được việc đó cả, bao gồm cả cầu nguyện. Đức Phật đáp lời, lúc này anh bạn trẻ mới hiểu ra vấn đề và cảm ơn ngài, rồi lặng lẽ ra về. Bài học, qua câu chuyện trên ta có thể thấy, người con trai khá bám chấp, mong Đức Phật hỗ trợ mình một điều khá viễn vông. Anh tin rằng ngài có phép màu để biến không thành có, mà không đối diện với sự thật rằng, ai trong chúng ta cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên của cuộc sống. Có thể nói, hầu hết chúng ta cũng giống như người con trong câu chuyện về Đức Phật và hai chiếc bình đất, ta hay nói về quy luật tự nhiên của cuộc sống. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ dũng cảm đối mặt với chúng khi có điều trái ý muốn của mình xảy ra. Thậm chí, càng rơi vào khó khăn, ta càng hay cầu mong có ai đó ra thay giúp đỡ. Ví như thần hoặc Phật mà không giúp lúc này, thì ta sẽ oán. Cuối cùng, không chịu nhận ra rằng chỉ có chính bản thân mới tự cứu lấy được chính mình mà thôi. Quý vị thân mến, trên đây là toàn cảnh tử vi từ sau Thanh Minh năm 2024 của con giáp tuổi Quý Mão. Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho quý vị khán thính giả luôn sống bình an, hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi giông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng, với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây, sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa, để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.